77. Học tiếng Việt. Taxi. 77. Học tiếng Việt. Taxi. 1. Đi xe taxi. 1. Đi xe taxi. Xin chào. Bạn đi đâu ạ? Xin chào. Bạn đi đâu ạ? Cho tôi đến Lotte Center Hà Nội. Cho tôi đến Lotte Center Hà Nội. Vâng, bạn là người nước nào ạ? Vâng, bạn là người nước nào ạ? Tôi là người Việt Nam. Tôi là người Việt Nam. 2. Tắc đường. 2. Tắc đường. Mất bao lâu nữa ạ? Mất bao lâu nữa ạ? Đường tắc quá. Đường tắc quá. Chuyện lớn rồi sẽ muộn mất. Chuyện lớn rồi sẽ muộn mất. Quý khách phải đi lúc mấy giờ? Quý khách phải đi lúc mấy giờ? 3. Tiền lẻ. 3. Tiền lẻ. Đến rồi. Hết 48.000 đồng. Đến rồi. Hết 48.000 đồng. Đây là 50.000 đồng. Đây là 50.000 đồng. Tôi không có tiền lẻ. Tôi không có tiền lẻ. Không sao. Hãy giữ lại tiền lẻ. Không sao. Hãy giữ lại tiền lẻ.